Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 5 tháng 12 tuyên bố ông tái tranh cử Tổng thống vào năm sau 2024, một phần vì cựu Tổng thống Donald Trump cũng tái tranh cử. Phát biểu tại buổi gây quỹ tranh cử tại thành phố Boston, bang Massachusetts, ông Biden nêu rõ nếu ông Trump không tranh cử, chưa chắc ông đã muốn làm tiếp nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của mình, đồng thời nhấn mạnh sẽ không để ông Trump đắc cử năm sau. Theo giới quan sát, Tổng thống Mỹ Joe Biden tái tranh cử do bản thân ông tin ông là người duy nhất có thể thắng được ông Donald Trump nhân vật đang dẫn đầu những ứng cử viên Đảng Cộng Hòa. Thưa quý vị, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh ngày 5 tháng 12 đã cảnh báo về tình hình xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas, đồng thời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức. Trong tuyên bố Doha được thông qua tại phiên họp thứ 44 của Hội đồng Tối cao Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, ở Qatar, lãnh đạo các nước, hội đồng hợp tác vùng vịnh cảnh báo về mối nguy hiểm của việc mở rộng đối đầu và xung đột lan rộng sang các khu vực khác ở Trung Đông. Hội đồng hợp tác vùng vịnh gồm Qatar, Ả Rập Xê Út, Bahrain, Oman, Kuwait và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất nhấn mạnh rằng Khu vực Trung Đông đang phải đối mặt với những thách thức nguy hiểm do việc Israel ném bom vào giải Gaza, dẫn đến bạo lực leo thang. Tuyên bố cũng kêu gọi đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện và bền vững, đồng thời bảo đảm việc đưa tất cả hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza. Theo Hamas, kể từ ngày 7 tháng 10 đến nay, trên 16.200 người Palestine đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel vào giải Gaza, trong đó có tới 70% là phụ nữ và trẻ em. Về phía Israel, có tổng cộng 80 binh sĩ thiệt mạng kể từ chiến dịch tấn công trên bộ tại Gaza. năm ngoái lượng lao động nhập cư dòng vào anh đã đạt mức cao kỷ lục điều này dẫn đến việc chính phủ anh hiện đang phải chật vật đưa ra các biện pháp mới nhằm thắt chặt lại dòng người di cư đang ồ ạt đổ vào nước này Cơ chế di trú của Anh thời kỳ hậu Brexit được coi là sự thay đổi lớn nhất trong nửa thế kỷ của hệ thống nhằm tạo điều kiện cho việc tuyển dụng lao động có trình độ cao từ khắp thế giới và quốc gia này. Năm ngoái, lượng nhập cư dòng vào Anh đạt mức cao kỷ lục, nhiều hơn 745.000 người so với số lao động người Anh ra nước ngoài làm việc. Mặc dù điều này một phần do dòng người tị nạn, số lượng sinh viên tăng mạnh và xu hướng tăng tuyển dụng người nước ngoài của hệ thống y tế quốc gia NHS và lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Ricky, công nhân người Anh làm việc trong một kho xưởng cho biết, anh thực sự thấy chán nản và khó có thể chấp nhận được lập luận của chính phủ rằng cần có rất nhiều người nhập cư mới có thể đáp ứng được đủ nhu cầu về lao động của nước này. Tôi đã cố gắng tìm việc làm ở nhiều nơi khác nhau và tất cả những gì tôi nhận được hiện giờ là một công việc với mức lương thu nhập tối thiểu. Tôi cho rằng nếu có chương trình đào tạo nâng cao chất lượng và kỹ năng cho người lao động địa phương thì thật tốt. Tuy nhiên mới đây, chính phủ Anh đã công bố một loạt biện pháp nhằm giảm lượng lao động nhập cư vốn đang ở mức cao kỷ lục ở nước này. Đây là một trong những chủ đề chính trong chiến dịch tổng tuyển cử ở Anh vào năm tới. Những thay đổi được đưa ra trong bối cảnh đảng bảo thủ cầm quyền đang nỗ lực thực hiện cam kết giảm lượng người nhập cư để củng cố uy tín cho cuộc tổng tuyển cử diễn ra trong năm 2024. Chúng tôi đặt mục tiêu trong những năm tới, số lao động nhập cư dòng đến Anh ít hơn 300.000 người so với số lao động người Anh ra nước ngoài làm việc. Chúng tôi sẽ ngừng nhập cư cắt giảm mức lương của công nhân Anh, tăng ngưỡng thu nhập của người lao động có tay nghề lên từ đầu năm sau Bên cạnh đó, chấm dứt mức chiết khấu lương 20% đối với những ngành nghề đang thiếu hụt và cải cách danh sách những ngành nghề đang thiếu hụt cũng như bảo đảm các du học sinh, sinh viên nước ngoài chỉ mang theo những người phụ thuộc mà họ có thể hỗ trợ tài chính. Theo kế hoạch của Bộ Nội vụ Anh, dự kiến có hiệu lực từ đầu năm 2024, lao động nước ngoài lành nghề muốn có thị thực vào Anh phải có việc làm với mức thu nhập tối thiểu 38.700 bảng, tương đương 48.860 đô la Mỹ, tăng so với mức 26.200 bảng, tương đương với 33.112 đô la Mỹ theo quy định hiện nay. Điều kiện này không áp dụng đối với những người làm việc trong lĩnh vực y tế và chăm sóc xã hội. Tuy nhiên, họ sẽ không được đưa người thân đi cùng. Ngoài ra, Anh cũng sẽ đưa ra các hạn chế đối với sinh viên quốc tế mang theo người phụ thuộc, tăng 66% phụ phí mà người di cư phải trả để đến khám tại cơ quan y tế quốc gia Anh lên 1.035 bảng, tức hơn 1.300 đô la Mỹ cho một lần khám. Ngoài ra, chính phủ Anh sẽ điều chỉnh danh sách nghề nghiệp thiếu hụt lao động, trong đó nêu cụ thể các công việc không thể tìm đủ lao động người Anh. Các biện pháp này dự kiến sẽ có hiệu lực từ đầu năm sau 2024. Thưa quý vị, sau khi bão Mi Trang đổ bộ vào bờ biển miền Nam Ấn Độ, nhiều khu vực trong đó có Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu phải hứng chịu mưa lớn và lũ lụt. Lực lượng cứu hộ đã buộc phải dùng thuyền, xuồng để giải cứu những người bị mắc kẹt do lũ lớn. Bão Trang đã đổ bộ vào bang Andhra Pradesh một ngày trước, mang theo mưa lớn. Theo thống kê cho tới nay, khoảng 13 người. Hầu hết trong số này tại bang Tamil Nadu đã thiệt mạng do lũ lụt. Tại thành phố trên 6 triệu dân Chennai, lực lượng cứu hộ đã dùng dây thừng và xuồng để đưa người dân bị mắc kẹt đến nơi an toàn. Họ cũng sử dụng máy bay trực thăng quân sự để tiếp tế thực phẩm cho người dân bị mắc kẹt trong nhà. Các nhà chức trách thành phố Chennai hy vọng nước lũ rút sớm khi mà địa phương này có nhiều vùng trũng thấp. Lũ lụt còn khiến hai tập đoàn Foxconn và Pegatron của Trung Quốc buộc phải dừng hoạt động tại hai nhà máy gần Chennai. 85% nhân viên của Cơ quan Y tế Quốc gia Italia và các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân đã ngừng làm việc trong ngày 5 tháng 12, dẫn đến việc hoãn 1,5 triệu lượt khám bệnh và phẫu thuật. Hàng nghìn bác sĩ, y tá và nhân viên ngành y tế của Italia đã tham gia cuộc đình công trong 24 giờ trên toàn quốc nhằm yêu cầu điều kiện làm việc tốt hơn và cải thiện hệ thống y tế công cộng. Những người tham gia đình công cũng phản đối đề xuất cắt giảm trợ cấp trong dự luật ngân sách năm 2024 mà chính phủ Italia phê duyệt hồi tháng 10 và đang chờ Quốc hội thông qua. Bên cạnh yêu cầu nâng cao thu nhập, nhân viên y tế của Italia cũng hối thúc chính phủ đầu tư nhiều hơn cho cơ quan y tế quốc gia để chuẩn bị cho các thách thức hiện tại và tương lai